Chiều ngày mùng 1 tháng 5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn lao động nổ lò hơi đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết, 5 người bị thương. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra lúc 8 giờ 10 phút tại khu vực nổi hơi, xưởng bán thành phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh, viết tắt công ty gỗ Bình Minh, đóng tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu. Công ty gỗ Bình Minh do ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc, làm giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế biến đồ gỗ gia đình. Công ty có khoảng 200 lao động, riêng thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động có 42 công nhân đang làm việc. Để phục vụ sản xuất, công ty lắp đặt một nồi hơi dạng ống nước, công suất sinh hơi 1.000 kg giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm. Cũng theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, trong quá trình sử dụng, công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30 tháng 4. Đến sáng hôm sau, Cán bộ kỹ thuật của công ty vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ làm 6 người chết, 5 người bị thương, nhà xưởng hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong và bị thương. Bước đầu, cơ quan chức năng đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong số tiền 20 triệu đồng cũng như làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong hỗ trợ, động viên mỗi nạn nhân bị thương 10 triệu đồng. Trưa ngày 1 tháng 5, sau nhiều giờ xảy ra vụ nổ lò hơi tại công ty y trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh, công ty gỗ Bình Minh ở xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, khiến 6 người thiệt mạng, các công nhân đồng thời là nhân chứng vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh bởi tiếng nổ quá lớn và hậu quả rất tang thương. Anh Hiển, nhà ở ngay sau lưng công ty nói trên kể lại, sáng ngày mùng 1 tháng 5 anh cùng hàng chục công nhân khác vào xưởng làm việc, đến khoảng 8 giờ thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn. Tôi cùng anh em khác chạy ra thì phát hiện khu lò hơi cách đó mấy chục mét bị nổ, thi thể người bay xa nằm khắp nơi, anh hiển thuật lại. Còn anh Bùi Văn Hiền, một công nhân khác cho hay, tiếng nổ lớn lắm, lúc đó tôi đang ra bên ngoài ngồi nghỉ, vừa nghỉ một tí thì một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi chạy ra thấy một người bị thương, tôi vội ôm họ đưa ra ngoài này để đưa đi cứu thương, sau đó lại chạy vào ôm người khác. Theo ghi nhận của phóng viên, vụ nổ lò hơi còn khiến nhà cửa của nhiều hộ dân ở gần đó bị ảnh hưởng, trần la phong bị hư hại. Theo công an tỉnh Đồng Nai, sau khi nhận được tin báo từ công an huyện Vĩnh Cửu về vụ tai nạn lao động, công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ. Công an huyện Vĩnh Cửu khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và phong tỏa hiện trường. Công an tỉnh đang phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Trưa mùng 1 tháng 5, lực lượng chức năng huyện Vĩnh Cửu phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai phong tỏa công ty Bình Minh tại ấp Vàm, xã Thiện Tân để điều tra vụ nổ khiến 6 người thiệt mạng, 7 nạn nhân bị thương. Theo ghi nhận của phóng viên, công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nơi xảy ra vụ nổ rộng khoảng 3.000 mét vuông. Sức ép của vụ nổ khiến một góc nhà xưởng bị thổi bay. Vật dụng trong bán kính khoảng 20 m bị vỡ nát. Nổ như bom. Nhiều người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết run khi kể về vụ nổ như bom, cướp đi sinh mạng nhiều người. 8 giờ 30 phút cùng ngày, bà Phạm Thị Tuyết Mai, 59 tuổi, ngụ cách công ty Bình Minh khoảng 200 mét, bất ngờ thấy nền nhà rung lên bần bật như động đất. Cửa cuốn bằng sắt nhà bà vừa đổ xuống thì tiếng nổ chát chúa vang lên, bà từ trên ghế bị văng xuống đất. Tiếng nổ như bom mà máy bay Mỹ thả xuống những năm trước 1975. Sau vụ nổ, tôi tức ngực. Phải vài phút sau tôi mới hoàn hồn và chạy ra đường xem việc gì xảy ra, bà Mai kể. Thời điểm trên, Bà Mai nhìn xung quanh không thấy xe lật, cũng chẳng có ai đi qua. Khoảng 5 phút sau, một số công nhân từ công ty Bình Minh lái xe máy chở một số người bị thương ra đường cầu cứu, bà mới biết vụ nổ xảy ra trong nhà máy gỗ. Tiếp theo đó, một số công nhân khác để nạn nhân lên xe rùa, vội vã đẩy ra đường. Bà Mai vội chặn các xe đang lưu thông qua khu vực nhờ hỗ trợ. Ai lái xe qua, tôi đều hô hoán dừng lại, nhờ phụ chở nạn nhân đi bệnh viện. Rất may, mọi người đều hỗ trợ hết mình cứ ba người đi một xe, tức tốc vào bệnh viện, bà Mai nói. Theo bà Mai, các nạn nhân đều chảy máu, bất tỉnh. Họ ra máu từ mũi miệng lỗ tai. Một số nạn nhân khác cơ thể không nguyên vẹn, mọi người giữ nguyên hiện trường chờ cơ quan chức năng đến. Bà chưa từng chứng kiến cảnh khủng khiếp như vậy. Sức ép từ vụ nổ quá lớn, tôi ở cách 200 mét mà chịu không nổi, huống hồ gì các nạn nhân trong công ty, người phụ nữ nói. Bên cạnh đó, bà nàng sóc, 55 tuổi, quê An Giang, thời điểm xảy ra vụ nổ ngồi cách bà Mai không xa cũng bị tức ngực trước sức ép vụ nổ. Sau tiếng nổ lớn, bà cùng những người hàng xóm chặn xe máy qua khu vực nhờ đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Nhớ lại các nạn nhân khi sáng, tôi còn ám ảnh. Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu, máu từ lỗ tai chảy ra. Tôi không biết họ có sống nổi không, bà Sóc kể. Theo bà Sóc, các nạn nhân trong vụ nổ đều ở trọ trên địa bàn. Một số người ở cùng quê với bà, họ đều khó khăn. Hôm nay là lễ mùng 1 tháng 5, không rõ công ty có đơn hàng gấp không mà vẫn bắt công nhân đi làm. Sau vụ việc, gia đình một số nạn nhân không có tiền đưa về quê, bà Sóc nói. Trong khi đó, một số công nhân làm tại công ty gỗ sáng nay cũng chưa hết ám ảnh sau vụ nổ xảy ra sáng mùng 1 tháng 5. Anh Châu Đa, 32 tuổi, nhân viên công ty Bình Minh cho biết, 7 giờ 30 phút sáng, anh đến công ty làm việc cùng hơn 10 người khác. Anh phụ trách công đoạn máy nối, ghép các cây gỗ với nhau các nạn nhân thương vong trong vụ nổ làm công đoạn xẻ cây sát bên bình hơi. Xưởng của anh ngăn cách với bình hơi bằng nhiều kiện hàng xếp chồng lên nhau. Thời điểm nổ, anh và mọi người tại đây bị ngã xuống đất tức ngực. Khi bình hơi phát nổ, anh chạy ra thấy một phần xưởng kế bên đổ sập. Các công nhân bị sức ép vụ nổ đẩy văng mỗi người một góc, có thi thể không còn nguyên vẹn. Theo anh Đa, bình hơi phát nổ dùng để lấy nhiệt sấy gỗ. Những người tử vong tôi đều quen. Hôm nay ngày lễ, nhưng công ty vẫn yêu cầu nhân viên đi làm. Xe máy tôi để cách hiện trường vụ nổ khoảng 30 mét cũng bị hư hỏng, anh đã nói. Vụ nổ khiến nhiều nhà dân xung quanh chịu ảnh hưởng. Chị Trần Thị Trà, 30 tuổi, ngụ Đồng Nai, chưa hết bàng hoàng khi kể về vụ nổ. Hơn 8 giờ sáng, chị Trà vừa đi chợ về nhà trong lúc chuẩn bị nấu đồ ăn. Tiếng nổ lớn phát ra từ công ty kế bên cách căn nhà chị sinh sống chưa đầy 200 mét khiến chị hốt hoảng, ôm con tháo chạy. Tiếng nổ lớn khiến nhà của tôi rung theo, sợ nhà sập, tôi vội ôm con chạy ra bên ngoài. Lúc này cả một vùng trời bao trùm bởi khói bụi, không nhìn thấy đường. May mắn cả gia đình tôi bình an, tuy nhiên vụ nổ khiến căn nhà xuất hiện một số vết nứt, chị trà nói. Sau chị trà, nhiều người dân sống cạnh khu xưởng này tháo chạy ra ngoài. Anh Văn Trức, 35 tuổi, ngụ Đồng Nai, cho biết sau tiếng nổ, nhiều công nhân bên trong công ty cũng chạy ra bãi đất trống trước xưởng gỗ. Tôi nhìn qua hàng rào, thấy công nhân bên trong la hét khóc thảm thiết nhiều người nằm la liệt. Phần mái tôn phía trước và trên nhà xưởng đổ sập, mảnh vỡ văng tứ tung, anh trước nói. Trong khi đó, chị Trầm, 22 tuổi, người thân của một nạn nhân vụ nổ chia sẻ, gia đình chị từ Sóc Trăng lên Đồng Nai, làm tại công ty này đã 2 năm. Sáng nay, chị đang ngồi ở nhà, bất ngờ nghe tin người chú của mình bị thương do vụ nổ lò hơi, Trầm vẫn chưa hoàn hồn. Giờ tôi không được vào bên trong, không biết lúc xảy ra vụ nổ, Chú tôi bị thương thế nào? Mỗi tháng chú tôi làm được khoảng 15 triệu. Nay dịp lễ, chú tranh thủ ở lại kiếm thêm để phụ giúp gia đình, không ngờ mọi chuyện lại như vậy, chị trầm chia sẻ. Vụ nổ bình hơi xảy ra lúc 8 giờ 30 phút, ngày mùng 1 tháng 5, tại công ty Bình Minh, ở ấp vàm xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu Đồng Nai. Theo báo cáo ban đầu của công ty Bình Minh, thời điểm xảy ra tai nạn, có 30 đến 40 công nhân đang làm việc tại xưởng gỗ. Vụ nổ làm 6 người tử vong tại chỗ. 7 nạn nhân bị thương. Các công nhân bị nạn khi đang làm việc tại xưởng sản xuất đồ gỗ. Những mảnh vỡ nằm ngổn ngang trong nhà xưởng sau vụ nổ. Hơn 10 xe cấp cứu được điều động tới hiện trường đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Một số công nhân may mắn không bị thương vẫn còn ở lại bên trong khu vực công ty. Theo báo cáo của khoa cấp cứu bệnh viện thống nhất Đồng Nai, khoảng 8 giờ 40 phút, khoa cấp cứu tiếp nhận 5 bệnh nhân từ công ty Bình Minh. Các bệnh nhân khai do tai nạn nổ bình hơi trong lúc làm việc số nạn nhân bị thương còn lại đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa đồng nai